Cuối năm nay, showbiz Việt sẽ rộn ràng nếu những cặp đôi này làm đám cưới. Nếu Hoàng Thùy Linh, Vĩnh Thụy hay team Trương Quỳnh Anh làm đám cưới, thì đó sẽ là tin vui cho làng giải trí vào cuối năm nay. Vĩnh Thụy và Hoàng Thùy Linh bị đồn yêu nhau kể từ khi đóng chung phim Thần Tượng. Tuy vậy, suốt 2 năm qua, cả hai chưa một lần chính thức thừa nhận hẹn hò và thường chọn cách trả lời né tránh với truyền thông. Tuy nhiên, trên mạng xã hội hay tại các sự kiện giải trí, cả hai đã dần thoải mái công khai tình cảm, thường dành cho nhau những cử chỉ quan tâm đáng ganh tị. Mới đây, nữ ca sĩ Bánh Trôi Nước bất ngờ xuất hiện trong tiệc ấm cúng của mẹ Vĩnh Thụy. Những hình ảnh được nam mẫu chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, Hoàng Thùy Linh được xem như một thành viên trong gia đình anh. Nếu cặp đôi nên duyên vào cuối năm nay, đó sẽ là một tin vui cho làng giải trí. Đặng Thu Thảo và Trung Tính. Kể từ khi công khai tình yêu, Đặng Thu Thảo và Nguyễn Trung Tính được khán giả được ví là cặp trai tài gái sắc hiếm có khó tìm. Trong khi Đặng Thu Thảo là hoa hậu sắc nước hương trời, thì bạn trai Trung Tính là một doanh nhân trẻ tuổi, điển trai, hiện đang đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Mặc dù yêu nhau được gần 3 năm, nhưng cả Thu Thảo và Trung Tính vẫn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Với khán giả hâm mộ, họ mong cặp trai tài gái sắc này sớm về chung một nhà khi giờ đây ai nấy đều công thành danh toại. Khởi My và Kelvin Khánh. Khởi My, Kelvin Khánh được xem là đôi bạn tri kỷ khi liên tục xuất hiện với nhau như hình với bóng. Bỗng một ngày đẹp trời, lễ đính hôn của cặp chị em này diễn ra đột ngột như sét đánh và gây xôn xao dư luận. Bỏ qua ồn ào giới tính và việc kém Khởi My tới 4 tuổi, Kelvin Khánh được đánh giá là biết cách quan tâm, chăm sóc cho bạn gái. Nếu tình yêu của nhiều cặp sau Việt được ví như ngôn tình, thì chuyện tình canh dâu xì tin của Khởi My và Kelvin Khánh lại khiến rất nhiều bạn trẻ thích thú. Liệu rằng sau lễ đính hôn sét đánh, cặp đôi sẽ chính thức lên xe hoa vào cuối năm nay? Tim và Trương Quỳnh Anh. Giữa tháng 5, thông tin Tim và Trương Quỳnh Anh thuận tình ly hôn gây xôn xao làng giải trí. Mặc dù nguồn tin từ Tòa án Nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Trương Quỳnh Anh đã đệ đơn ly hôn, song ông xã của cô lại bác bỏ điều này trước truyền thông. Giữa tâm bão, họ vẫn sánh đôi tại nhiều sự kiện lớn và đăng tải những hình ảnh tình tứ trên mạng xã hội như chưa hề có cuộc chia ly. Không những bác bỏ tin đồn, Tim còn ấp ủ giấc mơ về một đám cưới lãng mạn với Trương Quỳnh Anh. Anh chờ đợi một ngày được nắm tay em trong lễ đường, có thể trên một hòn đảo nào đó, có chúng ta và con. Anh muốn nhìn thấy em mặc áo cưới và tôi cũng hứa với các bạn chắc chắn sẽ có điều đó, nam ca sĩ nhấn mạnh. Nếu cặp đôi lên xe hoa vào cuối năm nay, họ sẽ xóa tan tin đồn rạn nứt, biến sự ngờ vực của dư luận thành tin vui trong làng giải trí. Đông Nhi và ông Cao Thắng. Tình yêu giữa Đông Nhi, ông Cao Thắng được xếp vào danh sách những cuộc tình bền lâu nhất showbiz Việt. Trải qua 7 năm yêu nhau, tình cảm của cả hai vẫn luôn ngọt ngào sâu đậm. Thậm chí vì Đông Nhi, ông Cao Thắng đã lui vào hậu trường để trở thành nhà sản xuất đắc lực, hỗ trợ cho sự nghiệp của bạn gái. Mặc dù đã trải qua nhiều năm tháng bên nhau và có được sự nghiệp thành danh, nhưng Đông Nhi và ông Cao Thắng vẫn chưa tiến tới hôn nhân. Điều này khiến các fan còn nóng ruột hơn cả người trong cuộc. Một đám cưới trong mơ của cặp đôi vào cuối năm nay sẽ là một tin mừng, không chỉ là fan của hai người mà còn khiến làng giải trí thêm phần rộn ràng. Ngọc Quyên nói về sự cố trong showbiz khiến cô quyết định lấy chồng và sang Mỹ định cư. Siêu mẫu đình đám một thời đã có những chia sẻ với báo giới trong đợt trở về Việt Nam thăm gia đình. Cô cũng không ngại lên tiếng về tin đồn ly hôn và chuyện cô bán hàng online ở Mỹ. Ở Mỹ không phải là một giấc mơ. Sang Mỹ khi kết hôn từ năm 2014, Ngọc Quyên đã bắt nhịp với nước Mỹ như thế nào? Sang Mỹ không phải là một giấc mơ. Người Việt nào sang Mỹ cũng phải đối diện hai vấn đề. Một là ngôn ngữ, hai là lái xe. Nếu không biết hai cái đó thì rất khó để hòa nhập xin việc làm. Khi Quyên theo chồng, chồng Quyên cũng không biết Quyên nổi tiếng ra sao ở Việt Nam. Chỉ biết khi Quyên sang Mỹ, Quyên hoàn toàn vô danh, không ai biết mình là ai. Tiếng không biết, lái xe không biết, mọi thứ phải học lại từ đầu. Sau một thời gian thì Quyên đã hòa nhập và xin được việc làm ở khu Phước Lộc Thọ. Có người nói sao Quyên khổ quá, nhưng tôi lại thấy rất vui vì điều đó. Từ nhỏ tôi đã biết kiếm tiền, giờ ngửi tay xin chồng để tiêu, tôi thấy chạm đến lòng tự trọng của mình. Và bản thân không phải kiểu người nghĩ mình là ngôi sao, chân không chạm đất, nên tôi hoàn toàn hài lòng với công việc bán hàng tại Mỹ. Cùng thời điểm nổi tiếng với Thanh Hằng, trong khi đồng nghiệp đang thăng hoa với nghề, thì chị lại chọn con đường bình yên
khi lập gia đình, chị có chạnh lòng khi nghĩ đến điều đó không? Tôi mừng cho chị Thanh Hằng, mỗi người đều có suy nghĩ và lựa chọn con đường riêng. Ngày xưa tôi nghĩ lấy chồng là duyên phận, nhưng bây giờ gia đình là sự nghiệp lớn của tôi. Tôi cho rằng điều ấy mang đến hạnh phúc, và việc cưới chồng nuôi con là cách ổn định cuộc sống. Nếu bây giờ tôi dồn sức lo cho phim ảnh, quay trở lại nghệ thuật thì ai lo cho gia đình và chăm sóc con? Có những cái chúng ta nên hy sinh và chấp nhận, miễn sao đều đang có cho mình sự thỏa mãn và hạnh phúc. Tôi từng đóng chung phim Mỹ Nhân Kế với chị Thanh Hằng và hiểu tính cách, việc chọn nghề và sự chuyên nghiệp chị dành cho công việc. Tôi cảm nhận chị sinh ra là phải nổi tiếng, ngôi sao lớn vì luôn hết mình trong công việc. Tôi nghĩ nếu mình đang sống vui vẻ, ổn định với gia đình nhỏ, thì niềm hạnh phúc của chị Hằng chính là thấy sự nghiệp thăng hoa. Có lúc nào chị nghĩ rằng nếu theo đuổi nghệ thuật tiếp thì bây giờ sẽ có chỗ đứng tốt hơn trong showbiz? Vậy sao bạn không nghĩ có khi mãi mê theo đuổi nó thì chắc gì bây giờ tôi sẽ nổi tiếng, sống tốt hơn? Tôi chọn sự an toàn vì đó là quyết định của đời mình. Với tôi, gia đình là số 1, sau đó mới tới sự nghiệp. Năm nay tôi cũng đã 30 tuổi thì phải có tổ ấm riêng, phải có chồng con và ổn định cuộc sống lâu dài. Thời điểm quyết định lấy chồng, tôi đã quá mệt mỏi với showbiz. Nếu không đi, tôi khó dứt được showbiz vì mọi thứ luôn cuốn mình theo và khó kiểm soát. Lý do của sự mệt mỏi ấy là gì? Hồi đó tôi từng bị trầm cảm sau khi đóng bộ phim Có Lẽ Nào Ta Yêu Nhau. Thời gian đóng bộ phim đó quá dài, đến 8 tháng, tôi từ chối rất nhiều show diễn để đi theo bộ phim này. Khi trở lại showbiz thì mọi việc đã khác, quá nhiều người mới nổi lên, đến sự hiện diện thì tôi mới thấy mình lạc lõng khủng khiếp. Tôi cảm thấy mình đã mất duyên với nghề và nên dừng lại để tìm cho mình một con đường khác. Ở Mỹ, nhiều người nói chị sống rất vất vả. Người ngoài nhìn tôi sống khổ ở bên Mỹ, nhưng thực chất tôi cảm thấy điều đó và không có cảm giác chán. Công việc ổn định thì tôi có cảm giác an toàn, không sợ điều gì hết. Còn nếu ở showbiz thì phải chấp nhận sống chung với nhiều nỗi lo. Bản thân tôi hiểu rõ không thể nào hoàn hảo hay mắc lỗi, nên tôi cần một cuộc sống an nhàn, tránh xa sự ồn ào của giới giải trí. Cuộc hôn nhân đến chỉ sau một tuần quen và cưới. Vậy bây giờ chị nghĩ anh ấy thương mình vì điều gì? Anh ấy thương vì tính tôi thẳng và sống rất mạnh mẽ. Anh thường bảo khi lấy tôi, anh thấy tôi rất thật, nghĩ là mình không nói dối điều gì cả. Bản tính hai đứa cũng giống nhau, tôi rất độc lập từ tài chính đến cách sống. Lúc mới sang Mỹ, do chưa biết nên tôi còn phải nhờ chồng nhiều, còn bây giờ tôi đều tự tay mày mò học hết. Vậy là tiền ai người đó tiêu? Đâu có, tiền của anh ấy là tiền của tôi, và tiền của tôi cũng là tiền của tôi đấy chứ. Nói chung, phụ nữ muốn sống tốt thì cứ nên độc lập tài chính. Một phần cho bản thân có sự thoải mái, mặt khác sẽ không lo gánh nặng cho bạn đời. Quá nổi tiếng, gia đình Lý Hải đi siêu thị có riêng đội ngũ bảo vệ kè kè bên cạnh và nhận được phản ứng thế này từ người xung quanh. Sự xuất hiện của gia đình Lý Hải Minh Hà khiến những người dân xung quanh bất ngờ. Vợ chồng Lý Hải Minh Hà luôn được coi là biểu tượng gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của làng giải trí Việt Nam. Dù bận rộn nhiều công việc, nhưng cả hai đều cố gắng dành thời gian để đưa con đi chơi, tiếp xúc với bên ngoài. Mới đây, gia đình đông con nhất showbiz vừa cùng nhau đi siêu thị mua sắm đồ dùng trong nhà. Vì quá nổi tiếng cho nên Minh Hà Lý Hải nhanh chóng được người có mặt ở siêu thị nhận ra và đám đông liên tục hướng ánh mắt tò mò, giơ điện thoại lên để chụp ảnh. Thậm chí cặp đôi còn phải nhờ đến đội ngũ bảo vệ kè kè bên cạnh để dễ dàng di chuyển hơn. Bước vào nơi công cộng, cặp vợ chồng nổi tiếng có hẳn đội ngũ bảo vệ đi theo. Minh Hà trang điểm nhẹ nhàng và diện áo trễ vai màu trắng tinh, tông sục tông với ông xã. Tuy ăn mặc đơn giản, nhưng vừa bước vào trong siêu thị mua sắm, gia đình Lý Hải đã thu hút sự chú ý của đám đông. Dù đứng từ xa, nhiều người hâm mộ vẫn giơ cả điện thoại để lưu lại khoảnh khắc gặp người nổi tiếng bằng xương bằng thịt. Vốn chỉ được nhìn thấy trên TV, bây giờ được gặp gia đình nổi tiếng này ở ngoài đời nên khán giả vô cùng thích thú. Vợ chồng Lý Hải và các con đi đến đâu cũng gây sự chú ý. Đi mua sắm đơn giản thôi mà lại có đông người tập trung vây quanh chụp ảnh thế này, bảo sao Lý Hải Minh Hà phải nhờ đến nhiều vệ sĩ kè kè bên cạnh đến vậy. Hiện tại vợ chồng Lý Hải Minh Hà được xem là một trong số những cặp đôi vàng của làng giải trí Việt, hạnh phúc của họ chưa bao giờ khiến khán giả thôi ngưỡng mộ.